Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Jackman và mình là Ben đây. Đó thì hiện tại Roblox này bị lỗi các bạn ơi. Thì sau khi nãy giờ mình chơi thì Roblox nó cứ thông báo gì cái gì những tựa game mình chơi như là Anime Fighter gì đó các bạn, Lock Root gì đó là nó vô hiện Anime Fighter thì nó thông báo là nó bị mất dữ liệu nếu mà các bạn thoát ra gì đó. Còn Lock Root và những tựa game khác mình join thì có thể bị mất server, mất data các bạn. Và mình nguy cơ là Roblox sẽ sập lần tiếp theo nữa nha các bạn. Và ngoài sập ra thì nó còn có thể gây mất dữ liệu người chơi. Thì đây là một tin tức mình mới vừa chơi thì ra những điều đặc biệt cho các bạn xem này nhá. Thì đầu tiên khi các bạn vào Roblox đó, thì không biết tại sao mà mình thường ngày thấy thì thế nào cũng có nhiều người online đúng không, và bây giờ mình không hiểu tại sao chỉ còn có một vài người online còn lại là offline hết à. Phải không, nó bị lỗi đến mức không load được các bạn. Và đặc biệt các bạn nhìn này nhá, đây tựa game Best Simulator X từ lúc mấy trăm nghìn người chơi mà bây giờ chỉ còn có 44.000 người chơi đấy, rất là không biết tại sao. Và hồi nãy tựa game Arsenal và Lockroot cũng vậy, mình join chơi nó join không được, nó nói bị lỗi vậy các bạn, mình không join được. Không, bây giờ người chơi nó chỉ còn giảm một ít người chơi thôi. Đây là những người chơi đã có trong server sẵn nha. Còn người chơi mà bị giờ join lại thì các bạn rất là khó join. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem về cái gọi là cái ảnh hồi nãy mình mới chụp về cái gọi là cái lỗi của Anime Fighter nè. Đây, thì các bạn thấy chưa? Nó ghi là nếu bạn rời server này thì bạn có thể bị mất data dữ liệu. Và mình không hiểu tại sao là nó lại bị mất được các bạn. Mặc dù là mình cứ nghĩ đây chỉ là cái chuyện bình thường thôi, nhưng sau khi nãy giờ mình vô cái tựa game Lock Root gì đó. Ví dụ mình vô tựa game này nha các bạn nhìn này nha. Arsenal mình vô này nha. Đây mình bấm vô game. Không, nó giảm người chơi liên tục luôn các bạn. Và không hiểu tại sao nãy giờ mình vô mình cứ nghĩ là cái lỗi này của anime game thôi, nhưng không ngờ là lỗi này là lỗi chung của toàn Roblox luôn. Mình thấy điều rất là lạ và có nguy cơ Roblox sẽ gọi là sập lại lần tiếp theo các bạn. Và lần này mình nghĩ không biết nó có quay trở lại được như lần trước không nữa nè. Bây giờ bạn thấy chưa, nó giảm người chơi liên tục luôn đấy bạn nhìn nè. Bây giờ vô game nó không load được luôn, mình không hiểu tại sao bạn nhìn nè. Bây giờ thường ngày mình vô là bấm sẽ vô được game và bấm xuống cái thứ đúng không, bây giờ là bấm không được mặc dù cái mạng bên của mình nha các bạn nhìn nè. Bây giờ vẫn còn 100 nữa là 120 máy binh, nó rất là mượt luôn đó, và nó không load dữ liệu luôn đấy, thấy chưa. Và khi mình vô Lock Root nha, đây mình thử vô Lock Root cho bạn xem nè. Rồi mình sẽ bấm vô Lock Root thử nha, nó bị lỗi gì đó mình không hiểu tại sao. Và nếu trong thời điểm hiện tại thì mình khuyên các bạn là tốt nhất là đừng nên rào Roblox nha, tại vì người Roblox đang bị lỗi và cũng có nhiều game nó cảnh báo là nếu mất dữ liệu khi mà bị thoát ra các bạn. Vì thế là các bạn đừng có nên vô game nha, vì có thể là sẽ bị mất dữ liệu tiêu các bạn luôn. Đây thấy không, các bạn nhìn đi, chỉ tưởng vô thôi nhưng nó load data là load không vô được luôn đó các bạn nhìn đó. Đấy thì cái lỗi này mình không biết là sao, có thể là Roblox sẽ thấy không, bạn nào bị kích khỏi bởi vì không load được data ấy, mình không hiểu tại sao lỗi này như thế nào đó. Thì nói chung là chắc Roblox đang bị lỗi gì đó các bạn, hoặc là mất dữ liệu người chơi. Nói chung là tốt nhất bây giờ thời điểm hiện tại các bạn không nên Roblox chơi nhá. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video, còn bây giờ thì chúc bạn ngày vui vẻ, bye bye.